Galaxy Bo 110 L4M20 đầu 20 nha mọi người. Lâu rồi cửa hàng mới có thời gian dọn đồ xe tâm huyết như thế này. Xe này thì hiện tại cửa hàng đã dọn full máy 126 số, lên sẵn đồ chơi hết luôn nha mọi người. Có đồng hồ console, cùm tăng tốc, IC, lưỡi gà, bô bụng, với lại cặp đèn Racing Boy. Nếu mà tính ra thì xe này full 7-8 món ăn chơi lần nha. Có trợ lực sườn luôn nè mọi người. Dọn thật ra thì rất là mất thời gian, với lại đây là xe cũng là tâm huyết của cửa hàng. Khách nào mà có hợp nhãn thì mình liên hệ trực tiếp số điện thoại 0939080609 nha. Cửa hàng ở số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cửa hàng có hỗ trợ đổi mã khác nếu mà khách thích nha. Xe xì bo 110 thì cửa hàng còn rất là nhiều mẫu, lâu lâu dọn một mẫu mà full đồ chơi để xem có bạn nào hợp nhãn không. Còn lại nếu mà mọi người không thích mẫu này thì mình có thể lựa chọn những phong cách khác nha. Cửa hàng còn rất là nhiều xe ạ. Gucci, Louis, Gucci, Louis, good, 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 good,